Thưa quý vị, chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2022 và 33 năm Ngày hội Quốc phòng Toàn dân 22 tháng 12 năm 1989, 22 tháng 12 năm 2022. Sáng nay tại sân thể thao Trần Quỳnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức giải quần vợt. Đến dự và giao lưu tại giải đấu có đồng chí Lữ Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Trước khi bước vào thi đấu, ban tổ chức đã trang trọng tổ chức lễ khai mạc và thực hiện nghi thức chào cờ, hát quốc ca. Tham dự giải gồm 14 cặp vận động viên là lãnh đạo tỉnh ủy, ủy ban nhân dân, bộ chỉ huy quân sự, bộ chỉ huy bộ đội biên phòng, lãnh đạo các sở, ban ngành cấp tỉnh và tỉnh Hậu Giang. Giải đấu được chia làm 4 bảng thi đấu vòng tròn tính điểm để chọn các đội có thành tích tốt nhất vào vòng chung kết. Thông qua giải đấu nhằm giao lưu, học hỏi, thắt chặt tình đoàn kết giữa lực lượng vũ trang với các sở, ban ngành trong tỉnh và tỉnh Hậu Giang, đồng thời rèn luyện sức khỏe, góp phần đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao trong tỉnh, khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Kết thúc giải đấu, Đại tá Đỗ Minh Đẩu, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã trao giải nhất, nhì, ba cho các cặp vận động viên có thành tích xuất sắc tại giải.